Quý vị khán giả đang theo dõi bản tin công đoàn của Báo Lao động. Ngay bây giờ, hãy cùng chúng tôi điểm lại những thông tin nổi bật trong tuần qua. Từ thực tế công tác kết nối cung cầu lao động tại thị trường Hà Nội, ông Vũ Quang Thành, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội đánh giá trong thời gian này, cả doanh nghiệp và người lao động đều khó khăn. Khi doanh nghiệp bị ảnh hưởng thì người lao động bị liên đới nhiều nhất. Đặc biệt trong lĩnh vực như dệt may, da giày, chế biến gỗ, người lao động trong các ngành này bị sa thải, đột ngột thất nghiệp. Các chuyên gia cho rằng hỗ trợ cho người lao động cần chú trọng nhiều hơn vào đào tạo, duy trì việc làm bền vững, tăng khả năng chống chịu trước các cú sốc, chứ không chỉ là trợ cấp tiền. Đại hội Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ngãi diễn ra trong 2 ngày, từ ngày 17 đến ngày 18 tháng 9, với chủ đề đổi mới, dân chủ, đoàn kết và phát triển. 250 đại biểu đại diện cho tinh thần đoàn kết, niềm tin và nguyện vọng của hơn 5.000 đoàn viên người lao động dự đại hội với niềm tin và tin tưởng khát vọng đưa phong trào công nhân lao động tỉnh nhà phát triển, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết của tỉnh và nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam đã đề ra, hỗ trợ đào tạo nghề, giải quyết việc làm, cải thiện môi trường làm việc của người lao động, khẳng định vị thế, vai trò của tổ chức công đoàn là những kỳ vọng được 100.000 đoàn viên người lao động gửi gắm đến Đại hội Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ngãi, nhiệm kỳ 2023-2028. Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã công bố quyết định kiểm tra về việc đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp với 8 đơn vị tại doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh. Đoàn kiểm tra do ông Bùi Quang Huy, vụ trưởng vụ thanh tra kiểm tra bảo hiểm xã hội Việt Nam làm trưởng đoàn và cán bộ chuyên viên của vụ thanh tra kiểm tra bảo hiểm xã hội Việt Nam, Cục An ninh Chính trị Nội bộ, Văn phòng Bộ Công an làm thành viên. Theo báo cáo của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh, tính đến ngày 30 tháng 6, toàn thành phố có hơn 82.000 doanh nghiệp chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế với tổng số tiền là 6.222 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 7,26% so với kế hoạch thu. Ngày 9 tháng 8, Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương cùng với doanh nghiệp tổ chức trao học bổng Chấp cánh ước mơ PNG năm học 2023-2024, 150 phần quà được trao hỗ trợ cho học sinh khó khăn. Tại buổi lễ, công ty PNG đã trao 150 suất học bổng cho các em học sinh, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng và quà. Những học sinh nhận được hỗ trợ đều là con em công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn và có thành tích học tập tốt. Theo các chuyên gia, để có một cuộc sống an nhàn sau khi nghỉ hưu, lương hưu phải đáp ứng được nhu cầu sống tối thiểu. Đồng thời, trước khi nghỉ hưu, người lao động cần chủ động lập kế hoạch tài chính cho mình. Hai vợ chồng chúng tôi già như thế này rồi, lương như thế này là tiêu thoải mái, không phải phụ thuộc vào ai cả, không phải nhờ con cái. Thế còn một số, trích ra một số thì là đi du lịch, rồi đi chơi với bạn bè. Hưu được 4 triệu 9, hơi bị khó khăn. Tại vì tuổi này là còn nếu mà ăn uống chi tiêu không thì đủ, nhưng mà còn thuốc thang, còn phải bồi dưỡng công nọ việc kia cho nên là thiếu. Để có cuộc sống mà được an nhàn mà thỉnh thoảng được nghỉ ngơi thoải mái thì tôi nghĩ là phải trên 10 triệu thì mới đủ. Tôi nghĩ rằng lương hưu tối thiểu nếu mà con cháu nó không nuôi được thì mình vào cái trại dưỡng lão là mình đủ tiền vào trại dưỡng lão. Đấy. Có nghĩa là ít nhất là mỗi một người cũng phải có hơn 10 triệu. Đấy, cái tối thiểu nó vô kể lắm. Thực tế ra thì các cụ nói là liệu cơm gấp mắm thôi. Thế nhưng mà làm sao đời sống của mình nó ngày nó một lên là cái tốt. Kính thưa quý vị, trong mục tư vấn pháp luật ngày hôm nay có câu hỏi của bạn đọc gửi về cho chương trình như sau. Người lao động có 6 năm đóng bảo hiểm thất nghiệp thì được hưởng bao nhiêu tháng trợ cấp thất nghiệp? Để bạn đọc hiểu rõ hơn về vấn đề trên, luật sư Hoàng Xuân Lai, hệ thống dịch vụ pháp lý luật sư X, đoàn luật sư thành phố Hà Nội sẽ giúp chúng ta giải đáp ngay sau đây. Theo khoản 2, điều 50 luật việc làm năm 2013 thì thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính theo số tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp. Cứ đóng đủ 12 tháng đến đủ 36 tháng thì được hưởng 3 tháng trợ cấp thất nghiệp. Sau đó cứ đóng thêm đủ 12 tháng tiếp thì được hưởng thêm 1 tháng trợ cấp thất nghiệp. Nhưng tối đa thì không quá 12 tháng. Như vậy trường hợp của bạn hỏi có 6 năm đóng bảo hiểm thất nghiệp thì sẽ được hưởng 6 tháng trợ cấp thất nghiệp.
Cảm ơn những giải đáp vừa rồi của luật sư Hoàng Xuân Lai. Chúng tôi sẽ tiếp tục nhận câu hỏi của bạn đọc qua hộp thư tòa soạn a.lao động.com.vn. Còn bây giờ, thời lượng chương trình cũng đã hết. Hẹn gặp lại quý vị khán giả trong những số tiếp theo.